Rồi, hello anh em. Chào mừng anh em đã quay trở về với kênh của Vũ Linh ha. Tiếp tục anh em lên cho anh em cái lô chữ U nha anh em, chữ U nha. Đó, 12 máy đây nha anh em. Anh em có chốt thì nhớ giùm em cái mã là U máy ha. Liên hệ vào số điện thoại giùm em là 0972 949 527. Anh em xem nhớ cho em xin lượt đăng ký kênh nha anh em và một nút like ha. Địa chỉ của em là nằm ở xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ ha. Rồi anh em chốt máy bên em thì không có cần phải đặt cọc nha anh em. Máy đến nơi mình được quyền kiểm tra, test nổ ok xong mới trả tiền cho cái người giao hàng ha. Ở giá trên đây thì anh em đã bao ship rồi. Ở vào đầy đủ phụ kiện kèm theo anh em là dây đeo nè, lưỡi cắt, tiếp mở mô ghi, ổ khóa bằng dây cước ha, lục giác 4 và cản cỏ là 6 món. Máy đến nơi kiểm tra test nổ ok là trả tiền anh em. Nói chung là đầy đủ phụ kiện hết. Giờ anh em chỉ việc xăng pha nhớt là sử dụng thôi nha. Anh em nào chưa có nhớt thì có thể mua bên em ha. Một bình lít là 100 ngàn nha anh em. Gom cỏ 100 ngàn cái ha. Còn đầu bơm nước là 150 ngàn. Còn những cái chi tiết như là đầu bò, tay lái, đồ các kiểu thì bên em sẽ gấp đầy đủ và hoàn toàn miễn phí cho anh em hết. Còn anh em nào mà muốn lên cái tay ga bóp mà ga bóp hại thế nè. Đó, anh em muốn gắn tới ga bóp mà ga bóp hại ghim theo máy của Nhật về là phải thêm tiền giùm em ha. Đó là cái đó là như vậy anh em. Rồi bên em bán tất cả máy này là đều máy bãi Nhật hết nha anh em. Bên em không có bán máy của Trung Quốc nha. Đó, không có bán máy Trung Quốc chứ lại không có bán máy của Việt Nam Sài Gòn nha anh em. Đó, không có bán máy mới của Trung Quốc chứ là không có bán hàng Việt Nam Sài Gòn ha. Đó. Thì một ngày thì lên 12 máy thôi nha anh em chứ không có lên nhiều được. Đó. Còn anh em là một kiếm con máy thứ nào đó thì có thể kết bạn Zalo chụp hình gửi qua giùm em ha. Bên em sẽ kiếm, anh em sẽ quay gửi cho anh em xem nếu có ha. Còn anh em nào không biết xài máy thì cũng nên kết bạn Zalo giùm em luôn. Thì bên em sẽ anh em chỉ báo ở anh phát nhiều cỏ đó ha, cỏ bị cao đó là xong. Đó thì bên em sẽ cho anh em một xem một con máy phù hợp với công việc của mình. Đó, trong khi đó bên em sẽ hướng dẫn cho anh em một cái cách là test nổ ha, test nổ máy nè. Rồi pha nhớt như thế nào nè. Đó, rồi gáp lưỡi dao như thế nào nè. Đó, đặng cho anh em mình về sử dụng nha anh em. Đó thì nói chung bên em bán không có lấy cọc ha, thì anh em cũng phải lưu ý giùm em nè. Là ở trên con máy video sau là em gửi vậy. Ví dụ như con này là con U4 đi, đó ở trên video sau thì lúc anh em kiểm tra máy, nhận máy ha, kiểm tra máy, test nổ máy ok đúng như trên video anh em nhận. Còn mà nếu như anh em đặt con U4 mà em giao con U3, U2 ra thì không đúng máy thì anh em trả về ha, anh em không có mất phí. Đó, mà đến nơi là kiểm tra test nổ là phải nhận giùm em ha. Đó là cái đặc biệt như vậy. Còn ví dụ như mà mình muốn thay đổi hay là cái gì đó như trên con máy như gì nè ha, cái tay lái này anh không thích, đổi là giùm anh tay lái tròn ok bên em đổi. Đó thì anh em báo trong đêm giùm em nha. Anh em chốt bơi bắt tối thì cũng nhớ báo giùm em ha. Tặng gì sáng qua bữa sau em kiểm tra hàng, em đóng hàng em gửi đi rồi nhiều khi không có thay đổi cho anh em kịp. Đó, đến nơi rồi mấy đổi thì nó hơi lâu, mất thời gian tí xíu anh em. Đó thì bởi vì thì anh em cũng xem kỹ những gì em nói cho mình chốt hàng ha. Đó, với lại là máy trên video cũng có báo chi tiết rõ ràng cụ thể hết, bởi vì anh em cũng xem thì nhớ kỹ giùm em. Đó rồi thì hôm nay là gồm có là Robin 4 thầy anh em. Con này thì xăng riêng, nhất riêng ha, còn nhiều lại là pha nhớt hết nha anh em. Mitsubishi tên là 261 ha, ổ dịch trợ lực chế tay đỏ nè, TG28 bú lớn, con này siêu đẹp anh em. Magu 26 đầu vuông, Siriwa 270 siêu VIP luôn. Echo 235 con đó như máy mới vậy nè. Echo 23, Echo 24. Còn Mitsu 23, Magu 23, Hitachi 24, Tanaka. Đó. Rồi vô nha anh em, con U1 nha anh em. Con U1 con này là con Tanaka nha, con này là Tanaka 22 nha anh em. Tanaka 22 ha, là nòng của nó là 32 ly, 22cc. Con này thì máy móc rồi là zin nguyên bản hết nha anh em ha. Dòng này thì mình xài gia đình rất là ngon, máy bền, lợi xăng, chạy rất là đầm nha. Đó, con này thì cái vú bơm xăng nó nằm ở bên đây ha. Cái le thì mình kéo xuống là đóng le. Đó, giật 2-3 phát gì đó, nghe cái tiếng nó nổ xong ha, nó nổ xong rồi nó tắt đó là mình kéo cái le lên là chạy luôn nha anh em. 1,2 triệu thôi. Giá đó bao ship và đầy đủ phụ kiện hết rồi nha anh em. Tanaka tâm liền nè, tay ga ha, công tắc nè, O là tắt, Y là mở nè. Cái phần một bên nó đang thiếu đó nữa, em sẽ gắn đầy đủ cho anh em hết nha. Rồi ví dụ như anh em không thích muốn gắn lại, ta lấy một tay là lá tròn em cũng gắp miễn phí với mình luôn.
Rồi U1 nha anh em. 1 triệu 2 ha. Tiếp theo qua con U2 nha. Con U2 con này là con Hitachi nha anh em. Con này là Hitachi 24 nha. Đó 24 là nồng của nó là 33 ly nha anh em. Nồng 33 ly ha, 24cc, máy móc nguyên zin ha, dòng máy đời mới. Đề cao, bô có giảm thanh, máy mình chạy đầm nhưng mà lực ha anh em, đầm mà lực tiết kiệm xăng. Đó, con này thì giá 1 triệu rưỡi nha anh em, 24cc, nồng 33 ly, ổ giật trợ lực nè ha, chế qua gồ một kim. Đó, chế qua gồ một kim. Cái dúp bơm xăng thì nó nằm ở bên hông đây luôn. Cái la thì mình kéo lên là ổng ha. Đó, giật nghe phát 2-3 phát gì đó, nghe nó nổ xong là mình mở xuống liền ha, mở xuống là giật nữa, phát nữa là chạy luôn nha anh em. Giá 1 triệu rưỡi nha anh em, Hitachi ha, đóng chi nổi luôn, tâm liền. Con này xài ra hại nha anh em, ra bóp hại nha. Bộ này không là bán gời, không là cũng cũng 300.000 rồi đó anh em. Công tắc nè, xuống là tắt nha. Đó, xuống là tắt ha, lên là chạy nha anh em. Cần đầu bò rồi này kia nguyên zin hết. Rồi U2 anh em giá 1,5 triệu nha. Tiếp theo qua con U3 nha anh em. Con U3 con này là con U23 5G nha anh em. U23 nồng 32 ly anh em, nồng 32 ly 23cc. Đó thì dòng máy Magu là dòng máy đời mới anh em. Máy mình rất là bền nha, bền dễ nổ, lợi xăng ổn định cao anh em, hư hao là dễ làm, dễ chỉnh sửa ha. Con này máy móc nguyên zin nha, ổ giật trợ lực nha anh em, thùng xăng lớn thì thay mới nha. Đó. Chế qua gò một kim bao đẹp luôn, lốc thì có dập da băng cho anh em luôn. Đó. Đó thấy không? Mất in da băng nha anh em. Hàng Nhật bãi ha, con nào có da băng thì em sẽ quay nha. Đó, đặc biệt của nó là cái cần tum gời nè, cần tum gời, tum nhỏ, tum nhôm, tum 260 nha. Anh em gáp vô được bình xịt thuốc nha anh em ha, gáp được bình xịt thuốc, cái cần này nó rất thông dụng nha anh em. Ta lái thì con này nó không có xài ta lái, anh em thích thì tay nào thì em gắn vô cho anh em ta đó ha. Cần trắng cỏ, đầu bò, ghim nha anh em. U3 1,6 triệu anh em ơi. Rồi U3 nha anh em, 1,6 triệu ha. Anh em nào mới xài lấy dòng Magu xài nó rất là ok nha anh em. Tiếp theo là qua con U4 nha. Con U4 này là con Genos Komatsu mất in da băng nha anh em. Con này là 230 nha, nồng 32 ly, 23cc nha anh em. Con này thì giá 1,3 triệu thôi. Áo nó hơi sức đầy xíu, nói chung con này cái vỏ nó hơi xuống màu nha anh em ha. Bên Nhật người ta để lâu quá rồi nó hơi bị xuống màu nha. Chứ con máy này nguyên zin, con máy này chạy rất là đầm và tiết kiệm xăng anh em. Giá thì 1,3 triệu thôi. Ổ giật của nó là có trợ lực luôn nè, mua ghi đứng ha. Chế của nó là chạy chế đồng tiền ga, chế hai kim kiểu như máy gương anh em, rất là tiết kiệm xăng nha. Mấy cái dòng máy này đề cao luôn, ngày chạy 8 tiếng nó hao tầm cả 2 lít xăng thôi. Cái le thì anh em bật hết qua như gì là đóng le nè. Đó, giật 2-3 phát gì đó ha, yêu cầu nghe nó tiếng nó nổ là mình phải mở xuống liền. Đó là giật cái nữa là chạy luôn, tay mạt rồi còn đầy đủ ok ha. Dú bơm xăng thì nằm ở sau, tum thì có nó là tum liền anh em. Bình xăng hơi ngã vàng ha. Hai ta lái nè, ga chết công tắc, lên là tắt nha, xuống là chạy nha anh em. Cần đầu bò rồi này kia nguyên zin anh em. U4 1,3 triệu. Chạy rất là êm nha anh em. Tiếp theo qua con U5 nha. Con U5 con này là con kêu ghít đây chô, con này là 240 nha anh em, nồng của nó là 30 2 ly, ố nồng 34 ly, xin lỗi anh em, nồng 34 ly nha, 24cc. Con này máy móc nguyên zin nha anh em. Con này thì giá 1,6 triệu nha anh em. Nồng 34 ly cũng thuộc dạng máy khỏe nha, nhưng mà con này gọn hơn 4kg xíu rồi, hơn 4kg xíu rồi nha anh em. Con này máy móc nguyên zin rất là đẹp nha, cực kỳ đẹp nha anh em. Nguyên zin nguyên bản hết, con này giá 1,6 triệu nha anh em, nồng 34 ly ha. Chế đó là chạy chế da băng nè anh em. Đó, ốc này lốc chỉnh gió nè, ốc này găm ti ha, chế da băng hai kim, chạy khỏe và lợi xăng nha anh em. Đây số điện thoại bảo hành bên Nhật nó còn luôn nè, nó đang còn luôn nè ha. Đó, con này là 24. Đó. Mắc in da băng anh em thấy không? Số series cũng đẹp luôn, 001979. Đó. Giá của nó thì 1,6 triệu anh em. Đó, mấy bác lớn tuổi là lấy dòng này xài ok nè, tại vì nội máy nồng 34 ly cũng xài cũng khắc khỏe anh em ha, ổ giật trợ lực nha. Đó, nhẹ giật. Đó, con này sử dụng ra bóp hại nha,
cái bóp hại nhưng mà nằm dưới đây nha anh em. Đó, cái bóp hại mà nằm dưới nè. Đó, anh em thích thì để gì xài ha, còn không thích nếu như gáp tay thì bên em gỡ ra, bên em gáp tay cho mình nha anh em. Cần đầu bò cản cổ nguyên viên nha anh em. U5 ha, giá của nó là 1.600.000, cái le con này kéo ra ngược ra trước là đóng nha anh em. U5 nha anh em, 1.600.000 ha. Tiếp theo qua con U6 nha anh em, đời Kyivit Echo nha. Đó, cái đời này là 230 nha anh em. Nói chung là nó là đàn em của thằng Echo 260 á. Đó, nòng mấy con này nòng kiến nè, chạy rất là bền, cái máy nòng bền. Đó, với lại là lửa anh em, lửa của nó là hiếm khi nào mà chết lắm ha. Đó, con này thì giá 1.600.000 anh em, nòng 32 ly 23C, dòng này nổ rất giòn anh em. Anh em về xài gia đình là cực kỳ ổn định nè ha. Bền, tiết kiệm xăng ha, bền tiết kiệm xăng, chạy rất là khỏe anh em. Con này giá 1.600.000 nha. Máy thì nguyên zin cho anh em hết nha. Nòng của đang còn trắng tinh nè. Chế ga ngang anh em, chế ga ngang vú lớn nha. Chế này là đặc biệt rất là lợi xăng nha. Đó, ví dụ như anh em chạy thời gian hay 1 năm, 2 năm, 3 năm gì đó, chế này hư anh em ra tiệm anh em mua cái chế mới anh em lắp vô là xong, khỏi cần phải độ chế với là chế cháo là hết. Giá thì 1.600.000 anh em. Đó, con này tâm liền nha, Echo 23G nè. Đó. Đây. Mắc in da băng ha, số Sigi cũng là 2939 đuôi này, rất là đẹp. Đó, tay ga công tắc nha anh em, xuống là tắt ha, lên là mở nha, tay lái bên em gắn vô đủ cho anh em hết. Cần đầu bò nguyên zin nha anh em, đời này lỗ gì có trợ lực luôn nha, rất là nhẹ giật nha anh em, trợ lực nhỏ. Rồi U6 anh em, 1.600.000 nè, con này hết xăng nè, bình xăng nó không còn miếng nữa. Đó. Rồi, tiếp theo qua con U7 nha anh em. Con U7 con này là con Kyivit Echo 235, con này là siêu đẹp. Con này là phải gọi là như một con máy đập thùng nha anh em. À, con này là phải gọi là như một con máy đập thùng nha, nòng 32 ly 23cc, dòng máy nòng kiến ha, lửa bền, đời ổ giật trợ lực lớn anh em, chạy chế da băng hai kim, siêu khỏe, siêu mạnh, siêu lại xăng cho anh em nha. Con này thì giá 1.800.000 nha anh em. Nè. Anh em nhìn cái nòng zin của nó mà nó đẹp nè, cực kỳ đẹp nha anh em, cái bô thì nó mới tinh luôn. Đó, con này mới lắm nha anh em, con này là mới như máy thùng nha anh em nè. Anh em thấy không? Đó, rất là đẹp nha, siêu đẹp, siêu mới cho anh em ha. Dây giật nè. Đó, con này là ổ giật trợ lực bự anh em, hai ngón tay lôi dây là chạy nha, bình xăng lớn zin mới tinh nè, lóc lát là sáng hới anh em thấy không? Đó. Đây, dây xăng zin rồi còn hết cho anh em luôn. Con này là 235 ha, nòng 32 ly 23cc nha anh em. Đó, mắc in da băng. Đó, ốc là còn vàng nè anh em thấy không, rất là đẹp nha. Đó, le là còn trắng tinh luôn nha anh em. Con này về anh em xài là pha nhớt đầy đủ chuẩn, không biết đời nào không hư luôn, tại vì cái chắc máy nó còn quá mới nha anh em. Đây, số điện thoại bảo hành bên Nhật còn luôn nha. Đó, anh em có hư hao gì đó điện bên miền Nhật nó bảo hành nha. Đó, con này xài ta lái một tay nha anh em, ga và công tắc nè ha, thích thì để gì xài nha. Đó, còn không thích thì em sẽ gáp hai tay lên cho mình nha anh em, gáp miễn phí cho anh em ha. Cần đầu bò thì lúc nào cũng phải bao zin cho anh em nha. U7 nha anh em, 1.800.000 nha. Dòng này thì siêu đỉnh nè. Rất là dễ nổ anh em, nó muốn hết xăng rồi nè anh em ha, bởi vì nó lên hơi chậm xíu. Đó, U7 nha, giá 1.800.000 nha anh em, bao đẹp cho anh em nha. Rồi tiếp theo qua con U8 nè, con này là con Cinewa Shop 270 nha anh em, nòng 34 ly 27cc. Con này mới, quá mới luôn. Đây, Cinewa. Con này 2.3 nha anh em, con này là bao đẹp cho anh em nha, bao đẹp, bao zin cho anh em nè, dây xăng zin còn hết nè. Lóc nó đóng rồi Cinewa nè. Máy cực kỳ mới anh em, con này là 2.3 ha, dòng này thì đặc trưng là ở Bình Thuận, ở Bình Thuận thì xài dòng này là
Cinewa là xài nhiều nhất nha, Cinewa là xài nhiều nhất ở Bình Thuận ha. Con này thì em bán 2.3 triệu thôi ha, con này ngoài Bình Thuận không có giá này đâu, mắc lắm. Mà nói chung thì máy bên em sẽ bao gin, ví dụ như bên em nó gin mà có cái món nào low một anh đền 10 cho anh em luôn nha, một đền 10 luôn đó. Ví dụ như máy bên em về nhiều khi thay dây xăng, lọc xăng rồi thì này kia thôi anh em, chứ không thay gì chứ. Ví dụ như mà con nào mà có lên chế thì cũng báo ha. Còn con này là bao gin rất là đẹp anh em, cực kỳ đẹp nha. Đây 270 nè, tùm nhôm nè, tùm nhôm anh em ha. Đó, mắc in da băng, bô còn đang đẹp luôn anh em, bình xăng lớn gin ha. Đặc biệt con này xài ga hại luôn anh em, ga bóp hại cho anh em luôn, ga bóp mọi dịch nè ha. Công tắc xuống là tắt, lên là chạy anh em, nguyên cái cần màu xanh luôn, đầu bò nguyên gin cho anh em ha. U8 anh em, 2.300.000 anh em, chế thì đi chế da băng anh em. Ổ giật trợ lực nghe nè, rất là dễ nổ ha. Chầm mấy máy này xăng nó hơi ít, bởi vì anh em nhìn nè, lắc mình không còn mấy xăng nè, bởi vì lên nó ra nó hơi chậm xíu nghe nè. Rồi tiếp theo qua U9 nghe nè, một con máy Magu đầu vuông ha. Con Magu đầu vuông 260, đầu vuông tum gờ nghe em, đồng 34 ly nha. 26cc á, dòng máy đầu vuông này là cái dòng máy Magu 26 ha, nó là chạy bốc nhất trong cái dòng Magu 26 anh em, đầu vuông là chạy khỏe nhất nha. Đồng 34 ly 26cc nghe anh em ha. Dòng máy Magu thì dòng máy đời mới đó. Máy mình rất là bền nha, bền dễ nổ lại xăng anh em, ổn định rất là cao nha. Đó, và hư hao là thợ xài dễ làm, dễ chỉnh sửa lắm nha anh em. Lốc của nó có dập da băng chà bá lửa luôn nha anh em. Chế thì đi chế qua rồi một kim lớn nha, chạy rất là khỏe và lại xăng anh em. Nồng thì còn mới tinh luôn. Con này thì giá 2.1 triệu nha anh em. Đó, áo thì nó có dính gì đây nè, nứt tí xíu nè. Đó, anh em thấy không, 2.1 triệu nha anh em, 2.1 triệu nha. Máy móc vào ghim cho anh em nha anh em. Cái cần của nó thì sử dụng cái cần tum gời nè ha, tum gời, tum nhôm, tum 260 anh em, gáp lên được xịt thuốc anh em, cần rất là thông dụng nha. Cô chính giá 2.1 triệu anh em, hai ta lái ra chết ha. Công tắc nằm ở trên tay luôn, cần đầu bò đồ này kia nguyên gin ok hết nha anh em. U9 nha, 2.1 triệu anh em, dòng này thì chạy rất là khỏe, rất là lực rồi. Rồi tiếp theo qua U10 anh em. U10 con này là con Kawasaki. Kawasaki anh em, con này là TG28 anh em, con này 28cc đồng 34 ly nha. Nồng anh em nhìn nè, to bố tổ giảng luôn. Con này máy rất đẹp nha nè. Mấy chỗ này em vệ sinh nó chưa sạch nè ha. Con này nói chung là còn rất là đẹp, rất là chắc nha. Dòng này thì dòng máy lớn nha nè. Và anh em là phát cỏ cứng đập cước ok ngon lành hết nha. Con này giá 2.5 triệu nha anh em. Ha, máy móc rồi là nguyên gin, dòng này là chạy tua cao, máy chạy rất là lực nha anh em, nòng dài dên dài. Đó, chế của nó là chạy chế da băng hai kim nè ha, kim chỉnh gió nè, ốc gam ti nè, vũ bơm xăng nằm sau anh em. Đó, đặc biệt của nó là cái cần tum gời nha anh em ha, cái cần của nó là cái cần tum gời. Đây Kawasaki TG28 nguyên cái cần tum gời, nhưng mà cần tum lớn nha anh em, tum lớn bú lớn nha anh em. Là cái cần này nó rất là giá trị nha anh em nhìn nước sơn của nó nè, đang còn rất là đẹp nha ha, gắn được cho tắt cả máy tùm lớn luôn nha anh em. Đó ha, ổng cần thì ổng cần 24. Đó, đầu bò nó đây. Isaki nè. Đó, cần thì nó hơi ngắn hơn ta tí xíu thôi nè. À, nó ngắn tí xíu thôi nha. Đó, nó tầm cỡ nhiêu đây à. Rồi. U10 nha anh em, U10 nha, 2.5 triệu ha, công tắc nè. Đó, mặt xuống là tắt, mặt lên là mở nha. Rồi U10 anh em, 2.5 triệu ha. Tiếp theo qua con U11 anh em. U11 con này là con cọp anh em, cọp. Con này là Mitsubishi tên là 261 ha, hãng KZ anh em. Đó, nói chung là hàng KZ nó mua về nó dán cái tem nó vô. Đó là nó vậy cho anh em dễ hiểu ha. Rồi con này nồng 33 ly nha, 26cc, máy đẹp nguyên gin nha, máy đẹp nguyên gin. Nồng nổ số 26 ha.
Con này 2,6 triệu anh em ha. Đời này thì là ổ giật trợ lực và chế warm gồ le đỏ tự động anh em, warm gồ hai kim le đỏ tự động nha. Chế ghim rất là đẹp. Bao đẹp cho anh em con này nha. Lốc có dập mắt in da băng anh em ha. Ở đồng 33 ly 26cc, máy móc nguyên ghim chưa thay thế hết nha anh em. Dòng này thì anh em biết rồi ha, chạy là siêu bền. Siêu bền, siêu tiết kiệm xăng nha anh em ha. Bền, bốc, khỏe mà cực kỳ là lợi xăng nha. Cần tâm gời nè. Đó, tâm mặt tâm thì nó hơi chạy sơn chỗ đó tí xíu nè ha. Còn lại là rất là đẹp nha. Dòng này thì anh em biết rồi, chạy rất là bền, tiết kiệm xăng, ổn định ha, dễ nổ. Đó, ta lái tròn, một tay thích thì đẩy, không thích em lên hai tay nha anh em. Cần ha, đầu bò thì sẽ gắn gin, cản cỏ sẽ gắn gin đầy đủ cho anh em hết. Con này 2,6 triệu anh em, U11 nha. Gam ti là siêu thì thầm luôn nha anh em. Đó ha, hiện tại tình hình bây giờ mà anh em nào mà kiếm con Mitsubishi TL261 ổ giật trợ lực và chế le đỏ luôn ha, mà giữ giá 2,6 triệu là hiếm lắm nha anh em, không bao giờ có đâu. Tại bây giờ hàng bãi nó không có, giá nó đội lên quá trời lên. Đó. Rồi con U11 nha anh em, 2,6 triệu nha, máy móc nguyên gin nha anh em. Tiếp theo qua con U12, con cuối cùng ha. Con này con Robin 4 thầy nha anh em. Robin 4 thầy 2,5 ha, mắc in da băng. Con này nồng 35 ly nha anh em, công suất là 1,1 ha, tương đương với lại là 26cc. Con này thì máy móc là bao gin cho anh em hết nha. Đó, thì anh em mua máy 4 thầy thì đầu tiên về anh em là phải chăm nhớt cho giùm em nha, chăm nhớt 4 thầy anh em, chăm nhớt 4 thầy nhớt xe máy mình đó ha. Tại vì trong quá trình vận chuyển nó không có đời cho để chứ không. Đó, anh em chăm mà ngang cái mặt này giùm em nè. Đó, anh em thấy không? Ngang cái miếng con ốc nè. Đó, ngang cái miếng ốc này giùm em ha, là ok nha. Trong quá trình sử dụng thì tầm cỡ 6 đến 8 lít xăng là anh em đổ nhớt cho anh em thay ha. Con máy mình nó mới bền được nha. Đó, chế của nó chạy chế warm gồ một kim không lớn nha nè, chạy rất là êm nha. Nói chung 4 thầy thì không có gì giới thiệu nhiều hết, máy móc nguyên zin. Cò mổ xúc bắp thì nói chung 4 thầy nó chậm, tua nó chậm hơn 2 thầy. Máy của nó thì nó chạy đầm và lại xăng anh em, êm máy không ra khói ha. Anh em nào không thích pha nhớt á thì lấy con này ha. Đó, thích lấy con này xài. Đó, máy thì đang còn rất là mới nha nè, máy là đang còn siêu mới cho anh em nha. Đó, chế warm gồ nè ha. À, đặc biệt con này tum nhôm luôn nha anh em, đặc biệt con này tum nhôm luôn, rất là êm ha. Công tắc là gin nguyên bản cho anh em hết, ta lái thì chưa gắn anh em. Đó, cản cỏ đầu bò thì xin nó gấp đầu bò gin ha. Anh em thích ta lái nào thì em vô ta lái đó, còn nếu như ra bóp hại là phải thêm tiền anh em. Con này thì giá là 2 triệu nha. Rồi con U12 anh em giá 2 triệu ha. Đó, anh em có chốt con nào thì anh em liên hệ vào số điện thoại giùm em nha, là 0972 949 527. Anh em xem thì nhớ cho em xin một lượt đăng ký kênh và một dấu like anh em. Rồi bye bye anh em ha, hẹn gặp lại anh em clip sau.